Chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn một món ăn, đó là canh rau mùng tơi nấu với tôm thịt nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình rau mùng tơi ạ. Mình làm một nắm rau mùng tơi nhé. Rau mùng tơi này mình tự trồng ấy, cho nên là mình cắt rổ này, nhưng mà nó óp lại thì cũng không được bao nhiêu đâu ạ. Các bạn chuẩn bị cho mình khoảng 30 g thịt băm này, 30 g tôm nõn này và một ít hành thơm nhé. Thì bây giờ mình sẽ băm cái phần tôm và hành ra để mình ướp vào tôm nhé, và thịt khi mình nấu canh lên đấy nó sẽ ngon. Các bạn cho mình từ 7 đến 10 con tôm là được ạ. Không băm thì các bạn thái nhỏ nhỏ ra một chút. Thì với món canh này ấy, thì ăn vừa ngọt nhá và lại đầy đủ dinh dưỡng. Nhà các bạn có các bé thì rất thích ăn canh rau và mùng tơi, và cứ cho có một ít thịt hoặc một ít tôm như thế này nữa là đầy đủ dinh dưỡng ạ. Hành các bạn thái ra để mình phi cho thơm cũng được, hoặc là có thể trộn luôn vào cùng tôm và thịt để mình ướp cũng được nhé. Các bạn cho mình một chút muối vào tôm này, một chút muối vào thịt này, hạt lên nữa, chút vào tôm, chút vào thịt và một chút hạt tiêu nữa nhé. Các bạn trộn đều lên cho mình. Bây giờ mình sẽ nhặt cái phần rau mùng tơi các bạn nhé. Cái phần cẳng rau mùng tơi này các bạn có thể dâm xuống đất nhé, là chúng ta có được cây rau mùng tơi nó lên ạ, phát triển rất là tốt luôn. Các bạn chỉ cần dâm cành như thế này thôi. Mình dâm rất nhiều rồi, nhưng mà sẽ có một hôm mình sẽ chia sẻ video về cách dâm cái cây mùng tơi này để các bạn có thể trồng để lấy rau ăn trong gia đình nhà mình nhé. Rau khi mình nhặt xong mình rửa sạch rồi nhé. Bây giờ mình sẽ cắt ra các bạn nhé, thái ra để khi mình nấu canh ấy, cho nó dễ ăn nhé. Nấu canh thì mình sẽ thái nhỏ ra, không để cả lá như thế này, nó to quá. Các bạn cho mình một cái nồi lên bếp và mình cho một ít dầu ăn vào nhé. Và khi dầu ăn nóng lên các bạn sẽ cho phần hành vào. Mình cho phần hành vào để mình phi cho nó thơm lên ạ. Rồi, bây giờ các bạn sẽ đổ cái phần tôm thịt vào. Tôm thịt là mình đảo lên nhé, để cho cái phần tôm thịt này nó thăn lại ạ. Thì mình
nấu canh như này ăn bát canh rất là ngọt luôn nhé. Đây các bạn, khi phần tôm và thịt nó săn lại rồi các bạn nhé, bây giờ mình sẽ cho nước vào để mình nấu canh nhé. Các bạn đun sôi lên cho lượng nước vừa đủ để mình làm bát canh cho gia đình nhà mình ăn thôi ạ. Còn mình phải bung lại cho nó sôi lên. Bây giờ các bạn sẽ cho mình vào đây thìa bột canh nhá, vì mình nấu canh ấy, vừa nãy mình mới chỉ ướp cho phần tôm và thịt thôi. Đây các bạn, khi nồi canh đã sôi lên nhé thì các bạn sẽ cho rau vào cho mình. Và khi đã cho rau rồi thì các bạn sẽ mở vung ra nhé. Khi mình cho các loại rau vào muốn có độ xanh thì các bạn phải mở vung ra. Mình hay ăn nhiều rau ấy cho nên là mình hay nấu nhiều, còn các bạn mà ăn ít hơn ấy thì các bạn có thể giảm bớt lượng rau đi cũng được. Đấy, mở vung thế này và một tẹo nữa mình sẽ cho thêm một chút nước mắm nữa là vào được ạ. Đây các bạn, khi mà cho rau vào nhé thì các bạn chỉ cần đun sôi cho mình khoảng 3 phút thôi là cái phần nồi canh này của mình đã chín ạ. Các bạn nêm nếm cho mình nhé, xem gia vị đã vừa chưa. Ngon rồi ạ. Mình cho thêm một chút nước mắm nữa thôi. Mình đã xong bát canh, nồi canh rồi. Đều lên để cho cái phần mắm này nó đều vào. Rồi bây giờ mình tắt bếp và cho ra bát ạ. Đây các bạn, chuẩn bị cái bát cho mình và mình sẽ cho phần canh rau mình tơi ra nhé. Đây các bạn, bát canh của mình rất là ngon như thế này nhé. Mình mời các bạn cùng thưởng thức canh này với mình ạ. Canh này thì các bạn là ăn cơm và mình thổi cơm cho bớt nóng đi nhé. Và cái canh để nguội một chút thì chúng ta ăn nó mới không bị nóng quá ạ. Rất là thơm ngon ngọt của tôm, thịt và rau ạ. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách làm món canh rau mùng tơi tôm thịt nhé. Với 30g thịt băm và 30g tôm nõn là các bạn đã có được canh với một mớ rau mùng tơi và một ít hành thơm nhé. Chúc các bạn và gia đình có một món ăn ngon. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình ạ. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ. Ẩm thực miền quê ạ.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.